Thanh lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Thanh lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Kính bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí, sáng nay chúng ta tiếp tục kiểm nghiệm về cuộc đời của chư vị tỳ kheo thời Đức Phật. Ngài tỳ kheo Sumangala, ngài sanh ra trong một cái làng rất là nhỏ ở gần Savatthi, trong một gia đình nghèo khó lắm. Sanh đi vùng quê trong làng, trong thôn làng, gia đình thì nghèo khổ, khó khăn. Lớn lên, ngài tự nuôi sống ở giữa ruộng đồng với cái liềm và cái cuốc với cái cày, là nông dân, nông phu. Ngày khi nói tới đây, mình phải đặt mình vào cái đời sống của những người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Rồi con hồi xưa ở chùa sư phụ dưới quê, xung quanh nó là đồng ruộng. Chùa sư phụ cũng đi làm ruộng. Tay chân chai sần hết á. Tay chân của thầy con. Và cái móng chân nó dính phèn. Rất là thô. Rồi to, bự, cứng. Chai sần hết. Móng chân dính vàng lắm, tay cũng vậy, chân cũng vậy. Chư vụ đi làm bất kể ngày đêm thì lúc đó cách đây 30 năm á, kinh tế cũng còn khó khăn mà chùa trông sâu lắm. Nhà con ở chợ nhân viên cũng rất là lạ. Nhà ở trong chợ sau này dời về cái chỗ không phải chợ, nhưng thời gian rồi cái chợ nó dời về ngay trước nhà nữa. Tuy vậy con đi tu và con đi vô cái trong vùng sâu á, trong
trong vùng quê lội sình bùng trơn trượt. Hồi đó con đi đầu tiên vô chùa, con vẽ mấy cái bức tranh cuộc đời Đức Phật. Từ nhỏ là có cái khiếu hoa tai, biết vẽ, mà đặc biệt là vẽ Phật. Từ lúc 10, 11 tuổi gì đó là đã vẽ Phật, vẽ cho người ta thờ. Thì khi vào chùa đó thì con được bà cụ ở sát bên nhà là mẹ của sư phụ, phụ con tức là sư ông đó. Thì dẫn vào, con không biết Phật pháp gì hết á. Hồi nhỏ chỉ đọc mấy cuốn sư giải Bán Khoai, đọc mấy cuốn cụ Thanh Sĩ khuyến tu. Không biết ở đây có ai biết mấy cuốn đó không à? Phía miền Tây mới biết. Bằng Thất Ngôn Tứ Tuyệt không thôi là Lục Bát, bằng thơ không à, khuyên tu. Tự nhiên nói đây cái nhớ lại, nhớ lại chùa quê. Rồi bây giờ ông Năm nó còn 90 tuổi rồi, Năm Sấm. Ông cũng ở gần gần chùa, lâu lâu ông tới ông cũng phụ với sư phụ con. Mà da dẻ nó đen đúa lắm, xấu xí lắm, nhăn nheo. Nhìn một người nông dân, tay lắm chân bụng. Người xung quanh vậy có nhiều người 70 tuổi rồi, ông cụ già 70 tuổi mà không có biết Sài Gòn là gì hết, không biết đâu hết. Thầy ơi, đâu có tiền đâu mà đi, sao có tiền mà đi Sài Gòn, ở làm ruộng suốt ngày. Hôm đó 1:30 khuya, sư phụ con gõ cửa kêu con này, con giật mình không biết chuyện gì. Sư phụ kêu đi theo thầy để chỉ cho biết. Thì con đi ra đó, con té ạch ạch vậy đó, đi ra ngoài rọ ngoài ruộng mấy cái bờ đê, rồi đi nhét mấy cái bọng, nó xì mấy cái lỗ mọt bọng nó lại nước nó vô. Rồi có khi mình cho nước nó vô, rồi có khi mình bích lại. Thì cái đêm đó cũng là một lần duy nhất con đi ra ruộng làm 1-2 giờ khuya, nhớ mãi không quên. Mà đi nhét mấy cái bọng để cho nước vô nước ra, về rửa chân rửa tay mấy lần, lấy chanh trà dơ sình mình dân ở chợ, nhìn lại thấy mình thương thầy. Thầy ngày nào cũng đi làm hết, mình lâu lâu mới đi làm một lần, đi ra ngoài ruộng nửa đêm. Tại vì nó ấn tượng là gì, 1-2 giờ đêm mình biết thầy vất vả cực khổ lắm. Cho nên con ở với sư phụ là có 3 tháng là con thuộc hết 4 bộ tỳ ni sa di quay nghi cảnh sách, thuộc lòng âm nghĩa. Thầy kêu phải gắng học, thầy không cho làm gì hết, thầy kêu học. Rồi 6 tháng rồi con đi lên Sài Gòn. Rồi chuyện sau đó thì tính sau. Giờ đang kể vô làm ruộng thôi. Thì mình biết rằng những cái người làm ruộng đó cực khổ lắm, nhọc nhằn vất vả lắm, tay lắm chân bùn, mà bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Suốt ngày cái mặt cứ cúi xuống, cặm cụi ở dưới đó. Rồi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thì cái lưng hướng lên, hướng lên trời, cặm cụi vậy đó, cắm cúi vậy. Rồi gieo, rồi cấy, rồi làm cỏ, rồi gặt đủ thứ cực khổ lắm. Cho nên ngày
Sumangala là một nông dân. Thì khi nói đến đây mình thấy một gia đình rất là nghèo khó mà lớn lên á, thì tự nuôi sống giữa cái đồng ruộng vậy. Đồng ruộng mênh mông bao la vậy. Rồi cái liềm với cái cuốc và với cái cài. Cái cuốc và cái liềm và cái cài. Một hôm vua Ba Tư Nạc đi cúng dường Đức Phật với Chư Tăng á. Ngài thấy gì, Ngài đi lại Ngài coi. Ngài đem, Ngài đi đến là đem theo sữa và bơ cùng với các người làm công khác. À. Thì khi thấy các chư tăng ni á, được cúng dường cung kính á, thì Ngài nghĩ là các tăng ni này sống ở trong các nhà cửa được che kín, mặc các y phục tốt đẹp cho Ngài sinh xuất gia để hưởng những cái tiện nghi này. Đây chỉ nói vắn tắt, không biết là Ngài đem theo sữa bơ, có thể là đi đi lại cũng cũng cúng. Hồi xưa không có cúng tiền, xưa cúng thức ăn thôi, nên anh đem lại thấy nhà vua còn đi cúng mà mình cũng đi tạo cái phước, rồi lại nhìn xem thấy chư tăng ni sao được người ta cung kính quý trọng quá vậy, tốt quá vậy, cuộc sống tốt quá vậy. Thôi ngày nghĩ thôi bây giờ mình thôi bỏ cái mảnh ruộng này đi, bỏ cái liềm, cái cuốc, cái cài này đi, đây mình đi tu. Thì một vị trưởng lão tăng vì lòng từ mẫn chấp nhận cho Ngài được xuất gia. Có một cái vị trưởng lão, một thầy lớn, thấy Ngài vậy thương tội nghiệp, xót thương, cho nên cho Ngài đi xuất gia, cho Ngài tu một cái đề tài để Ngài thiền quán, và bảo Ngài đi vô rừng để tu tập đi. Vào rừng để tu tập cho cái đề tài để mình tu hành, đi vào rừng tu. Nhưng mà trong hạnh độc cư đó, Ngài cảm thấy buồn bã chán nản rồi đi về lại làng của mình. Nào giờ thì làm ruộng làm rẫy, cái chỗ này là cái chỗ là khó nè. Mình thấy vậy đó, mình tưởng đâu à, mình ở ngoài vậy, mình nghĩ thì đi vô thất khỏe nha. À đi vô ra rồi biết. Nó quậy mình đó. Những cái dục lậu nó quậy mình, những hữu lậu vô mình lậu nó quậy mình. Mình tưởng nó ở sướng quá ha, yeah. Có người xách cơm cho ăn. Tối ngày ở không, không làm gì hết, sướng quá, mấy thầy mấy cô này sướng ha. Rồi vô đó rồi biết. Có nhiều người nó là bể thất. Và không phải từ nhỏ, nhưng người lớn đó. Bể thất tức là, thí dụ mình dự định là 49 ngày, mình dự định là bao nhiêu thời gian, 3 tháng vậy đó, rồi mới có 2-3 tuần cái mình đi ra, rồi gọi là bể thất. Vô nó quậy mình. Tại vì khi vô đó đó, thì mình không còn ở đối diện xúc cảnh ở bên ngoài, mà mình chỉ đối diện với tâm mình không, mà thì lúc đó có cái gì trong nó trào ra hết. Bao nhiêu những hình bóng, bao nhiêu những cảm giác, bao nhiêu những suy nghĩ nó ám ảnh trong mình. Những cái bộ phim nó chiếu hoài 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 mà mình ngồi thiền lắm là đối diện vô trong đó. Không lẽ ngủ hoài? Vô cho ngủ dữ lắm 1-2 ngày rồi cái mặt dù ra rồi xong rồi cũng chán ngủ, không lẽ ngủ hoài rồi bắt đầu tu. Thì tu rồi lúc này bắt đầu là nó trào ra. Đối diện với chính mình là cái khó nhất. Mình thấy vậy đó chứ còn đi ra làm này làm kia làm nọ suốt ngày vậy chứ mà nó dễ. Nó mệt chứ, cứ vô than tôi làm mệt quá, bận rộn vậy mà thấy gì chứ khoái, thích. Thích, ra thấy cái công chuyện coi nhìn nó giống như cá gặp nước, như chim sổ lồng vậy đó. Vui lắm, khoái lắm, thích lắm. Cho nên nè, nhưng mà khi mà quay trở về mình á, thành ra có một số vị mới tu sinh con nhập thất, con nói khoan á, biết gì đâu nhập thất. Pháp hành phải nắm cho vững.
Con sự nhiếp phục tương đối. Thì á, khi mà mình á, vào trong đó thì những hình bóng, tất cả những hình bóng của quá khứ, nó như một cái tập pin để nó hiển hiện lại. Bao nhiêu những cái cảm xúc, cảm giác, cảm thọ, bao nhiêu những cái suy nghĩ, nghĩ tưởng mà nó tích tụ mấy chục năm á, mà những cái gì mà nó đậm nhất, nó ấn tượng nhất, cái nghiệp lực mạnh nhất, tập khí mà nó bùng lên, nó bốc lên, quậy mình. Thì như vậy đó là ngài đi vô trong rừng, thôi, ngán quá, chán quá, trời ơi. Buồn bã chán nản, thôi đi quay về làng mình. Quay về làng, trở về làng mình. Khi về đó, ngài thấy các cái dân quê cài bừa đó, quần áo nhơ nhớp, đầy bụi bặm và bị nóng bức. Chúng ta biết ở Ấn Độ nó nóng khủng khiếp, kinh hoàng lắm. Bốn mấy năm chục độ bình thường, nóng như là lửa thiêu, lửa cháy, lửa đốt vậy. Rồi quần áo thì sình bùng nhơ nhớp, đầy bụi bặm, nóng bức như vậy. Rồi ngán quá trời, ngán ngán cái này, ngán cháo chè rồi, ngán tới gần cổ rồi, trời đất ơi. Mà mấy chục năm mà bây giờ về gặp cái này nữa thì thôi quay lại, thôi quay lại, trở về rừng lại. Trời đất ơi, bây giờ không lẽ giờ mình quay vô mà mình lại gặp cái liềm, cái cuốc, cái cài này nữa, chắc mình chết rồi. Ngán quá, ớn quá. Mà thôi, thôi về tôi, quay trở lại, trở vô rừng lại. Trời đất, đỡ không? Cho chồng pháo tay không? Mạnh lên không? Nói nhiều khi có mấy chú à, thối thất, thối đọa, hoàn tục, không dám điện thoại con, rồi khi nói chuyện con nó không sao đâu. Nghiệp mình thì mình chịu, nhưng mà nhớ ha, nhớ quay lại nha, tranh thủ mau mau cho mai mốt nó xài rồi đó thì chán. Mà nhớ quay lại mau, hồi xưa có những vị đó, quay lại đó, đi ra đời rồi trở vô mấy vị tăng á, trở vô ra trở vô đến 6-7 lần, cuối cùng cũng chứng thánh quả. Nhưng mà nói vậy rồi mấy ông này đừng có người... Đức Phật tuyệt vời lắm, tuyệt vời lắm. Thầy con nói là con thấy vậy đó, chứ rồi vài tháng năm mà con cũng chán à. Mà con không chán, người ta cũng chán con trước. Là lúc đó nhớ nha, nhớ sư phụ và tất cả quý thầy cô, dang cánh tay rộng quay về, đừng đi luôn là được, quay về té chỗ nào đứng ngay chỗ đó. Bữa hôm học bài kinh rồi phải không, mình có học cái bài kinh rồi đó, lại ngày Ubali đó, thì là miễn sao mình đừng có mất cái ý chí mà giác ngộ, tức là cái bồ đề tâm của mình đó. Phải nhất định là tiến về phía trước, dầu cho có ngã gục ngã xuống rồi cũng bò, bò không được thì lết, cũng phải tiến về phía trước, nhất trí không? Đừng có quay trở lại, tiến về phía trước, dầu có té, dầu có bị thương, dầu có bò lết quá xảm gì cũng phải bường, biết bường không? Bường, 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 bường lên, bường lên. Rồi mình cũng sẽ tới. Rồi mình cũng sẽ tới. Chậm hơn ta chút thôi, mà cũng tới. Cho con Nguyên Tú cười dữ. Đúng ý. Bám cho chặt. Nắm cho chắc. Giữ cho vững. Và bất bất lai động, bất thối chuyển, bất thối lui, bất cứ chuyện gì xảy ra mình cũng nắm vững cái pháp vậy. Mình cũng thấy tôi nói bây giờ tôi chết thì tôi cũng nói ngũ quẩn là khổ à, chứ tôi không nói ngũ quẩn là sướng. Mà tôi chết thì tôi cũng nói dục là hổ than hận, tôi chết thì tôi cũng nói cái bản ngã này là rắn độc, chứ tôi không nói khác. Mình cứ giữ vững cái đó rồi mình cứ bường tới, mình lết,
mình trường tới rồi mình bò tới rồi mình cũng phải đi tới rồi mình cũng phải tới chỗ chứ ông thầy không tới. Nó thành ra là ngài thấy trời đất ơi, bây giờ quay trở lại mà cho cái cảnh này nữa, bây giờ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, rồi nắng 40-50 độ C, rồi bây giờ là đầu bù tóc rối, rồi mồ hôi nhiễu nhão, quần áo lem luốc như vậy, rồi làm sao chắc mà chết chứ bây giờ. Thôi, chán quá rồi, thôi giờ quay trở về rừng tu. Đây cũng có mấy người xuống núi rồi xong quay trở lại liền, có không? Có về thăm nhà mấy bữa thấy không? Về thấy ớn không? Ớn chưa? Ngồi em luôn vậy, có không? Về có ớn không? Có ngán không? Về thăm chùa cũng ngán luôn không? Có không? Lẹ lẹ hoài lại. Tính tính về 2 tuần, về mới có 1 tuần thì lẹ hoài lên, nó nhanh. Về bị lửa nó táp. Biết không? Biết lửa táp không? Cháy gì cái nó táp qua mình. Cháy xém mình, nó chạy lẹ lẹ cho đếm thôi nó cháy. Còn xưa con đi tu á, không có về nhà. Chuyện gì cực kỳ quan trọng lắm, cần thiết lắm mới về. Cái nhà là nhà lửa mà. Nhà đó là nhà lửa mà. Mình quay trở lại, tức là mình quay trở lại cái chỗ quả quạng. Chỗ hầm, hầm lửa, hố than hơn. Mà nhà biết tu còn đỡ, nhà không biết tu rồi về còn bệt nữa. Bao nhiêu những cái thứ trong đó. Cho nên ngài thấy vậy. Thôi bây giờ là khi về ngài thấy cái dân quê cài bừa quần áo nhơ nhớp đầy bụi bặm, bị nóng, nóng bức. Thấy vậy ngài mới trở lại ngài tu tập. Mà đi đến dưới gốc cây ngài tu tập thiền định sống cô độc. Triển khai thiền quán. Chắc quán mấy cái cảnh khổ đó. Cảnh khổ ngài đã thấy, ngài đã chứng kiến đó, ngài đã từng trải qua đó. Rồi cộng với cái đề mục mà bậc trưởng lão sư phụ ngài cho, thì ngay chỗ đó ngài cuối cùng cái chữ cuối cùng là nó phải từ đó nó trải qua nhiều lắm. Nhớ cái chữ cuối cùng, tức là trải qua bao nhiêu những sự chiến đấu bên trong bên ngoài, những cái dục, những cái ái, những cái tham ở bên trong, mà cuối cùng ngài chứng quả A La Hán. Tới đây xong phải khổ một lần một, an lạc vĩnh hằng. Nói lên sự giải thoát khỏi cái nỗi khổ cuộc đời, ngài thốt lên bài kệ: khéo thoát, ôi khéo thoát. Bài kệ này dễ thương lắm, tuyệt diệu lắm, tuyệt vời lắm. Ngài tự khen mình: khéo thoát, ôi khéo thoát. Thật sự ta khéo thoát. Thoát ba sự cong quẹo, ta thoát cong cái liềm, ta thoát cột với cài, ta thoát cực với cuốc. Nếu có đây, thật đủ chán, đủ chán. Hỡi Sumangala, hỡi Sumangala, ngài tự kêu chính mình đó. Hãy thiền định, hỡi Sumangala, hãy sống không phóng dật.
Ngài nông dân, Ngài nói chuyện chân chất lắm, bình dị lắm, không có văn chương gì chứ, tự khen mình sướng quá, người thiệt là giỏi nha, thiệt là hay, khéo thoát, ôi khéo thoát, thật sự ta khéo thoát. Thoát ra một cách hết sức là khéo léo, hết sức là ngoạn mục, hết sức là tuyệt vời cho sự thoát ra này. Thoát khỏi cái gì? Thoát ba sự cong quẹo. Thứ nhất là cái liềm, thứ hai là cái cài, thứ ba là cái cuốc. Ba cái cong quẹo đó. Đó là nói biểu trưng, cũng là nói cái nghĩa đen, còn sâu hơn nữa là thoát ra gì? Đó, những cái dục ái tham sân si vô minh trong con người của mình. Đầu tiên là thoát cái gọi là đơn giản nhất cái đời sống khổ sở nhọc nhằn vất vả cực nhọc của một cái người nông dân, người làm ruộng. Kế đó là thoát ra được những cái cấu nhiễm của tâm. Cho nên tự coi như là tự tán thưởng mình. Sao mình giỏi vậy ta? Sao chỗ này mình hay quá vậy ta? Sao mình thông minh, chỗ này mình thoát ra hay ngoạn mục vậy? Tuyệt vời quá vậy. Nếu có đây, thật đủ chán, đủ chán. Nếu có đây là có ba cái cong quẹo đó đó. Có liềm, có cài, có cuốc đó là chán quá chán. Quý sanh ra rồi cái đi làm vậy đó. Mà sao mình không chán ha? Chán chưa? Mấy người có tóc mình này chán chưa? Chán này lên cạo. Khóa tu sắp tới này lên cạo này. Thì cứ sáng mở mắt ra vậy rồi đi làm, rồi ăn rồi vậy, rồi chiều tối về, rồi cái ngày nào cũng làm vậy hoài vậy đó, mà không có chán. Rồi cứ tham sân si vậy, rồi hơn thua vậy, rồi làm hoài vậy. Mà Ngài nói vậy là, nếu có đây, thật đủ chán, đủ chán. Nói đơn giản nhé, nông dân nói đơn giản, chân chất vậy đó. Nếu mà có mấy cái đồ cong quẹo đó, đó là chán lắm. Hỏi Sumangala, Ngài tự kêu mình đó, hỏi Sumangala, này Sumangala, hãy thiền định, đó, như lý tắc ý á. Tự kêu mình hãy thiền định. Hỏi Sumangala, hãy sống không phóng dật. Ngài xin ta đứng lên đảnh lễ Ngài đi. A la hán nông dân, chúng ta đứng lên đảnh lễ bậc A la hán cày ruộng. Bằng tất cả tấm lòng thành kính, chúng con đảnh lễ tôn giả Sumangala. Bằng tất cả tấm lòng thành kính, chúng con đảnh lễ tôn giả Sumangala. Oh.
bằng tất cả tấm lòng thành kính. Chúng con đảnh lễ tôn giả Sumangala. Bậc thấy khổ, diệt khổ, chứng đắc niết bàn tối thượng. Chúng ta học các cái chư vị thánh tăng này để mình thấy được tất cả các ngành nghề trong xã hội, bất cứ là hạng người nào gặp được chánh pháp và nỗ lực hành trì đều có thể thành tựu được. Đó là chỗ đặc biệt của chánh pháp mà Đức Phật nói đó. Tất cả dòng sông khi trở về biển chỉ có một vị thôi, đó là vị mặn. Giáo pháp của ta chỉ có một vị thôi, là vị giải thoát, là ý nghĩa của câu nói đó. Thật ra là tùy cái nhân, tùy cái duyên, tùy cái căn cơ, cái nghiệp cũng như sự nỗ lực tinh cần của cái vị đó. Nhiều khi người ta không hiểu á, thì á, cái này có nhiều cái khía cạnh để mình nhìn cái vấn đề trong sự tu lắm. Đây đâu có cần học nhiều đâu, thấy không? Thầy đâu có học nhiều đâu, mà sao ngày dẫn chứng thánh quả? Người ta sao mình học nhiều mình không chứng, mình chưa có nỗ lực tu tập. Mà bây giờ nếu mà mình á là cái nhân cái duyên của mình khác, nếu mà nó ở như ngày vậy thôi mình khỏi học gì trơn, nó tai họa nữa. Chúng ta thấy không? Thì cái nhân duyên mỗi người mỗi khác. Rồi có những người ta không biết, ta nhìn ta nói, ở giờ đâu có kể ngày quá độ ai gì đâu. Thì người ta lại nghĩ đây là tiểu thừa. Không phải. Ngài, cái tâm giải thoát của Ngài với cái tâm giải thoát Ngài Sa Lai Phất bằng nhau, không hơn không kém. Và có rất nhiều vị thánh A-la-hán cũng không có được ghi trong này nữa, chứ không phải là ai cũng được ghi đâu. Nhiều lắm. Thì vì không được ghi mấy ngày đó không phải A-la-hán nữa. Cũng như trên báo mình đọc, mình thấy tin tức vậy, đâu phải có nhiều đó đâu. Đâu phải trên thế gian này có mấy tờ báo đó đâu. Có rất là nhiều trăm ngàn cái đó, nhưng mà ta không có ghi. Người ta không biết, hoặc người ta biết người ta cũng không có đưa lên. Thì cũng vậy, là các vị thánh á, cái tâm giải thoát như nhau, nhưng mà cái nhân, cái duyên, cái phước, cái đức, cái bồ đề quyến thuộc khác nhau. Chứ không phải là Ngài cái tâm nhỏ hẹp không muốn độ chúng sanh. Không phải. Nếu mà có người nào tới gặp Ngài mà có duyên thì Ngài sẽ độ. Nhưng mà nhiều khi tới gặp Ngài mà không có duyên, Ngài cũng không độ được nữa. Rồi mình nói người đó là tiểu thừa, thành ra mình không có hiểu. Nên người sau này không có hiểu. Mình muốn độ cái người đó,
muốn giúp cái người đó. Thứ nhất là mình là một cái người là phải là coi như thành tựu rồi, ít nhiều. À, còn ở đây là thành tựu tối thượng. Tuy là thành tựu tối thượng như vậy đó, nhưng mà không phải muốn độ ai độ. Và các ngài không có muốn nữa. Không, đâu có còn dục nữa. Ngài không có muốn. Ngài không có muốn. Và cái người đó muốn cầu pháp, người đó muốn giải thoát thì tới gặp ngài là trúng ngay rồi, trúng tủ rồi, trúng mánh rồi, trúng số độc đắc rồi, trúng pháp rồi, trúng thầy rồi, trúng đạo rồi, đắc đạo. Chứ đâu phải là ngài ngài muốn, ngài có ý ngài thì muốn đi 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 độ ai. Cái ngày tới đó rồi cái tâm hoàn toàn tịch tịnh, tâm giải thoát, tại giải thoát không còn muốn gì nữa hết đó. Giống như cái gương trong sáng, không có một miếng tì vết bụi bặm gì hết. Thấy cái người nào đen tới hiện đen, trắng tới hiện trắng, đỏ tới hiện đỏ. Mà những cái người này đến mà mong cầu pháp thì lúc đó các ngài là bằng tất cả tấm lòng phải ngài truyền pháp. Và cái người đó chịu lắng nghe, đầu tiên là phải có nhân duyên lắng nghe, phải chịu nghe, đó là cái bước đầu tiên. Rồi kế đó là tư duy, rồi nỗ lực tu tập, rồi chịu sự giáo huấn rèn luyện hướng dẫn. Ở trong đây thấy mình viết đơn giản vậy chứ không có đơn giản gì, nhiều lắm. Phải được sư phụ giảng dạy, chỉ dẫn, hướng dẫn nhiều. Đây người ta viết thì thời đó là chưa có văn bản nữa. Cho nên nói gì người ta nói rất là đơn giản, để nhớ thôi. Để nhớ thôi. Và như vậy để mình thấy được là nhiều cái phương diện lắm. Bây giờ tới có một cái vị đó là bị què. Một vị bị què quặt. Khi mà Đức Thế Tôn xuất hiện ở đời, ngài sanh trong dòng họ Thích Ca ở thành Devadei, trong gia đình vua chúa Thích Ca, và được gọi là thanh niên Sammoja. Nhưng khi còn nhỏ nó ngài bị bệnh tê thấp, có khi bước đi nó như người bị què. Vì vậy người ta gọi là vị què quặt. Ở đây gọi là Bạc Kha. Bạc Kha thì mình nói tiếng Việt mình dễ là cái vị què quặt, và giữ lại tên ấy. Phải bị cái chứng bệnh tê thấp. Ở trong mình cũng có người đó. Chúng mình cũng có người bị chân bệnh. Nghe kỹ cái bài này thì á, người ta gọi ngài là cái vị què quặt. Cái này cái tên đó, cái tên mà cái tên gần gũi, cái tên thông tục á, là nó dễ gọi hơn. Hạn như trên mình là quán chiếu đường, nhưng mà ta kêu cổng trời, viết quen kêu cổng trời dễ nhớ, mà kêu quán chiếu đường thì mấy người ta không nhớ. Hay là cái chùa đó là cái chùa cái tên hay lắm mà không nhớ, họ nhớ chùa bánh bún riêu, bánh canh, bánh xèo, cái tên tục là vậy đó. Ở cơ, nhiều khi mình ta kêu tên cúng cơm, ví dụ người ta kêu ông Năm vậy thì dễ nhớ, còn kêu Hồ Ngọc Long không ai biết cái đoạn nói, không ai biết hết. Thầy Pháp An nhiều khi cũng ít người biết, nhưng mà kêu ông Năm nhớ. Đó là cái tên cúng cơm, tên tục. Cái tên mà nó gần gũi ai cũng nhớ, dễ nhớ. Thì cũng vậy, cái tên của ngài ta không nhớ. Mà ta thấy ngài đi khập khiễng vậy đó, ta kêu què. Chú què. Rồi xong rồi giữ lại cái tên đó luôn, ta kêu tên đó luôn. Và bây giờ mình đặt mình vào người què. Còn nhiều khi khi còn nhỏ xíu con cũng để ý, nhìn thấy những cái gì mà có tật á, là đi khập khiễng. Ở núi mình cũng có nè,
Thì cũng có hai trường hợp, nói gọn là hai trường hợp. Một trường hợp người ta tủi hổ lắm, người ta tự ti, người ta mặc cảm lắm, người ta xấu hổ và người ta sẽ né tránh khi mà có đông người, người ta sẽ không đi trước mặt khi có người nhìn, mà nhất là đông nữa. Người ta sẽ ngồi một cái chỗ nào khuất ở chỗ, người ta chờ mấy người đó đi hết người ta mới dám đi. Bởi vì khi người ta đi ngang như vậy thì những người khác nhìn bằng cái ánh mắt khinh khi, khinh thị, khinh thường, hoặc là những người nhìn bằng cái mắt đáng thương, thương hại, tội nghiệp, mà ta không muốn. Ai trên đời này sanh ra cũng muốn mình được bình thường phải không? Đâu muốn mình bất thường. Nhưng vì cái nghiệp quả nó rơi vào những cái cảnh như vậy mà người ta là đau khổ lắm. Chính vì vậy mà mình phải có cái tình thương đối với người bệnh tật nghèo khổ. Cái này rất quan trọng. Cái này rất quan trọng. Rất quan trọng là cái tâm từ. Rất quan trọng, cái này rất quan trọng. Nói ra cái tim nó muốn quặn thắt rồi. Đau lòng, nhói tim. Mình nhìn những cái người khổ mình thương nhiều. Mình nhìn những người tật nguyền. Mình phải đặt mình vô đời sống của họ. Mình thấy những người bất thường. Từ thể xác cho đến cái tâm trạng, tâm lý. Đúng ra mình phải hiểu, mình thương người ta. Mình không có nên đem ra bêu rêu, bêu xấu, khinh khi như vậy là tổn đức lắm. Người ta sanh ra một con người là đã khổ rồi, bây giờ mang lên thêm một cái tật nguyền. Mà có những người đem những cái tật nguyền của người ta ra bêu rêu, nói xấu, khinh khi. Chế giễu, khinh thường, cười chê, sỉ nhục người ta. Cho nên từ nhỏ, khi con còn 7-8 tuổi, nhỏ nhiều khi đang chơi đùa mà con thấy mấy bà già 70 tuổi mà bưng cái mâm đi bán, bán bánh bò, bánh tiêu. Con không có đói bụng nhưng mà cũng ráng chạy lại mua mấy miếng. Ngày là con gặp mấy bà ông cụ già mồ bán vé số, con cũng không có mong chúng mà con mua mấy tấm. Có khi cho người ta không nhận, ta nói tôi đi bán chứ tôi không có đi xin. Khi người ta nói một cái câu tự trọng, mình thấy mình thương, lòng mình quặn thắt. Thế nên tại sao mà con làm cái bài ta đã về đây mà nó nhiều cái khía cạnh vậy? Tại vì con thật sự là thấm thía cái nỗi khổ trên thế gian này. Cho nên khi đọc cái bài Bậc Đạo Sư Mỗi Người Một Nỗi Khổ là con không có cầm được, nói lời một niềm đau. Xin cùng nhau thấu hiểu những đau khổ trong nhau. Người ta què quặt, người ta bò lết, người ta câm ngọng, đôi điếc mù lòa. Về thể chất hay là về tinh thần, về những cái khuynh hướng tâm lý. Trong tình cảm cũng vậy, ta có những cái sự lệch lạc. Hay là thể xác ta có tật nguyền, hay là tinh thần người ta bị bất ổn,
mình thương lắm, mình thương lắm. Vì mình thấy phản chiếu trong đó là những đời sống của mình. Mình đã và mình sẽ. Tại sao mình đem những cái đau khổ của người ta ra, mình biếm nhẹ, mình khinh khi, mình quỷ nhục, mình cười đùa trên sự đau khổ của người khác. Mình có biết là những người đó họ khổ đến mức độ nào. Nhiều khi họ muốn kết thúc sự sống, họ không muốn hiện hữu với một cái thân xác vậy, họ không muốn tồn tại với những cái cảm giác vậy, là phải đau khổ lắm. Khi có một cái con mắt sáng, có một trái tim lớn, có một tình thương rộng, mình mới hiểu được nỗi khổ của chúng sanh. Đó cũng là tâm từ. Mình sẽ nhìn thấy được khi nỗi khổ của mình thấm thía được, thấm đẫm được, thấm đượm, thấm nhuận, thấm thấu được. Rồi mình tập nhìn, mình sẽ thấy được tất cả nỗi khổ của chúng sinh. Có những người họ thấy người ta tật nguyền mù lòa, họ chế giễu, thậm chí họ đạp cho té ngã rồi cười. Những người thanh thiếu niên trẻ tuổi, không phải nhìn chỉ bằng mắt mà phải nhìn bằng tim. Không phải chỉ cảm nhận ở trong người mình mà mình phải cảm nhận được nỗi niềm của tất cả chúng sinh. Khi mình thấy một người khổ, mình đặt mình vào trong đó, tất cả tấm lòng của mình đặt mình vào trong đó đi. Rồi mình suy nghĩ hết tất cả những phương diện, khía cạnh, góc độ mà người đó chịu đựng, mình sẽ thấy mình thương người đó nhiều lắm. Mình không có oán hận, không có trách hờn, mình chỉ thấy giàu dạt một tình thương. Và cái tâm thương này càng ngày nó càng tăng trưởng phát triển, và nó đầy ắp những cái cảm thọ ngọt ngào, hiền thiện, giàu dạt. Và cảm thông được với tất cả chúng sanh, những nỗi khổ của kiếp người, những nỗi khổ của hữu tình, những nỗi khổ của chúng sinh. Khi mình có được một sự cảm thông như vậy, cảm thọ như vậy, cảm nhận, cảm giác như vậy, cảm động như vậy, mình thương nhau còn không hết nữa. Nếu như các thầy, các cô hiểu con, thì những lời con nhắc nhở
là cả bằng một trái tim đối với cái người mà con nhắc nhở. Con ghét để làm gì? Được cái gì? Tất cả là vì tình thương, vì muốn cho người đó được tác thành, được thành tựu, được tăng thượng, vì những người họ không thấy. Thương còn không hết nữa. Nâng đỡ nhau còn không hết, giúp đỡ nhau còn không đủ. Tại sao lại đi hà nạ nhau, nói nặng nói nhẹ với nhau? Cũng như bậc đạo sư ngài đâu có muốn la trách gì đâu. Mình tới giây phút cuối cùng nằm trên giường bệnh đó, hỏi những cái đầu vô minh, nghe những cái câu đó thật sự là con quặn hết, quặn thắt hết, không có chịu nổi. Sao mà ngu lâu dốt bền vậy? Con quặn lòng, quặn thắt, quặn tim vì tình thương, vì từ tâm. Chứ ngài nói đó, ngài được cái gì? Cho nên mình còn nhiều vô minh lắm, mình còn nhiều mù lòa lắm, mình còn nhiều bóng đen, bóng đêm, bóng tối lắm, hắc ám lắm. Thấy vậy chứ nghe vậy chứ không có trúng, sai hoàn toàn. Sống với một cái sự ảo thuật của tâm. Khi nào mình thấy cái khổ đi sâu sắc rồi, giờ mình mới nhìn chính xác được. Không có một ai, bất cứ một ai trên cuộc đời này đáng cho mình ghét hết. Thương họ không hết nữa. Khi nào mình hiểu được khổ, thấm được khổ, thì mình hiểu được bậc đạo sư, tấm lòng của ngài. Bây giờ mình cũng chưa hiểu hết trí tuệ và lòng đại từ đại bi của ngài đâu. Chính con bị ngài này ngài nhắc nhở, con sân hận bản ngã lên. Dần dần tu tập thêm, mình thấy mình thật là ngu si. Cái đầu ngu của mình mà ngài trẻ ra bao nhiêu lần vậy mà vẫn còn ngu. Đúng là ngu lâu dốt bền, vô minh vững chắc như vậy. Mình thấy khổ, mình thấm khổ, cảm thọ trong người mình nó sẽ mềm, nó nhũng ra, nó chảy ra, nó hòa tan. Còn thấy có mình người nữa, chỉ thấy những đống khổ đang di động, những đống dục tham bản ngã nó hoạt động, nó sâu xé, nó ăn nuốt, nó ganh tị, nó đố kỵ, nó hơn thua thôi. Không có thấy có ai hết. Phải thấm thía, thật là thấm thía, thấm thía, thấm thía cái khổ này, chúng ta mới thấy được hai vị. Thêm một vị là làm ruộng nông dân, một người què.
Mà như vậy là mới ta nhìn hết cái nỗi khổ trên thế giới này, thì chúng ta lòng thương của mình rộng bao nhiêu, lớn bao nhiêu, tâm mình phải quảng đại, phải rộng lớn. Phải tu cái tâm vô lượng, tâm rộng lớn, tâm như trời dưới đất. Cái thái cực thứ hai của cái người tật nguyền là họ nhiều oán hận. Thứ nhất là họ tự ti, mặc cảm xấu hổ, nhục nhã. Và một cái phương diện thứ hai là họ sẽ oán người, hận đời, trách trời. Họ làm, họ buông tay luôn cho nó rơi tự do trên cuộc đời này. Họ bất chấp tất cả tội lỗi, ác nghiệp. Những cái người mà họ khổ đau, thường họ rơi vô hai cái thái cực vậy. Năm giờ mấy sáng, con cùng với các thầy, các chú ở trên núi này xuống giờ Bửu Liên ấy, đi thiền hành ra bờ sông Thanh Đa. Lúc đó con dẫn các vị đi lên cái cầu, con thấy có một người nằm lạnh lẽo, không có chăn đắp. Mới nói với một chú xuất gia rồi, con lại con coi, hỏi thăm cái gì mình cho anh ta tiền. Thì cái vị xuất gia này đi tới, cái người này móc cái con dao ra, đưa con dao lên. Thầy còn nói, thôi cho mình đi. Rồi mới gần đây con với một trí nhân, buổi sáng sớm đi thiền hành ra bờ sông, cũng ngay chỗ đó ở phía dưới, hồi nãy là ở trên cầu, tôi nhìn thấy sạt lở căng sợi dây ngang, lòng mình xót xa, trải tình thương đến mọi người. Hôm mới hỏi một chú ngồi đó uống cà phê, chú này bị sạt lâu chưa? Ông sạt cho con một trận. Chửi mình, ý nói như mấy ông tu sung sướng, biết gì khổ người ta, ông chùa hưởng thụ không à. Thì con mới trải cái tâm thờ rộng lớn với chú đó, với những người dân đang ngồi đó, với vùng trời đất ở đó. Nước mắt chảy ngược vào trong,
Và nói chị Nhân thôi mình đi về. Người ta khổ quá, ta nhiều oán hận lắm. Mình phải tập thương, đừng giận họ, đừng trách họ. Họ đang đau khổ lắm. Đối với người thân thương trong gia đình của mình cũng vậy, cha mẹ, anh em, vợ chồng hay là thầy trò huynh đệ, rất là dễ họ giận cá chém thớt lắm. Họ đang khổ đau mà ai tới là họ sẽ chút cái đau khổ đó lên đầu người khác. Họ bung ra những cái cảm thọ bức xúc, dồn nén, tức tưởi, oán hận, hận thù, hờn trách, oán trách. Mình phải hiểu và thương họ thật nhiều. Con bị biết nhiêu người chửi mắng, và chính những người mà mình giúp cho họ. Lúc đầu con phải tập thương, sau lần lần tới bây giờ thương nó bình thường lắm, không còn cố gắng thương nữa. Không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức với cái tâm từ. Nhiều khi mình đem hết cả tấm lòng, cả một sự để tâm từ cái nhỏ nhất giúp cho họ thành đạt, thành tựu. Nhưng họ quay ngược trở lại, họ chĩa mũi dùi cho mình. Họ oán trách, họ hận thù, lây lan qua cả cha mẹ mình. Nhưng con hiểu các vị đó họ khổ lắm, họ cần tình thương. Họ đang đau khổ lắm, họ không nhìn nhận được phương hướng. Làm sao mình trách ta được? Mà có ai với ai mà trách ai? Làm gì có ai? Chỉ có vô minh và tham ái. Chỉ có sự vận hành của nghiệp và quả dị thục của nghiệp. Làm gì có ai mà trách ai, mà chửi ai, mà hận ai, mà ghét ai. Khi cái khổ nó thấm đẫm vào tim, vào tủy, vào não mình, tất cả những hình hài này sẽ tan biến.
tất cả những cái tên sẽ được cái cục gom của chánh kiến xóa nhòa hết trong tâm mình. Không có người, không có tên, danh tướng sẽ được tiêu dung trong cái chánh tri kiến của mình. Đầy ắp thân tâm mình là một đống khổ và một tình thương giàu dạt ngập tràn cùng khắp vô lượng vô biên. Khổ và thương có mặt trong tâm, tồn tại trong tâm, hiện hữu trong tâm. Hai chữ khổ lớn hơn trái đất này, và một chữ thương thấm đậm, thấm thía, thấm nhuận và thấm gọi từng lỗ chân lông, từng cọng tóc. Từng làn da thớ thịt ngấm vào trong xương tủy của mình. Đây là khổ. Khổ là đây. Rồi sao mình nở lòng nào trong cái khổ của mình lại tiếp tục làm cho khổ thêm nữa. Chỉ có thương, thương và thương. Có nghe không? Tu đi.
không hề chia tôn mà chia hiền, chia sẻ cảm thọ thiền quán. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính đảnh lễ sư phụ. Con xin kính đảnh lễ quý tăng ni, thầy sư cô và các bậc hiền trí. Trước các sư phụ là chắc con cần nói tiếng Anh trước, xong rồi con sẽ tự cố gắng thông dịch lại tiếng Việt. Cho nói tiếng Việt luôn đi, gắng nói tiếng Việt luôn đi. Dạ. Thì theo cái rõ biết các con á, trong cái mấy cái câu chuyện của sư phụ á, là sư phụ nói người mà làm cực nhọc xã hội, con để quý thầy quý sư cô chia sẻ trước thì con từ từ chia sẻ cũng được, để cho quý chư tôn đức chia sẻ trước.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Giác Ninh bậc đạo sư. Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ sư phụ bậc ân sư của chúng con. Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con kính bạch sư phụ, con xin kính bạch quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con xin phép chia sẻ cảm thọ của con trong buổi sư phụ giảng pháp và thiền quán sáng nay. Khi nghe sư phụ giảng về đức hạnh của hai bậc tôn giả, một bậc là sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, vì nhàm chán cái nghèo khó đó đã vươn lên để chứng quả A-la-hán, và một bậc là bị bệnh tật, bị khiếm khuyết, để trong lòng con thấy cảm nhận được sự khổ. Bản thân con cũng sinh ra ở nơi biên địa hạ tiện nghèo khổ, nên là con thấm, rất là thấm cái sự khổ từ nhỏ đến lớn con đã phải trải qua, cùng với những hoàn cảnh, những trường hợp mà con gặp thì con thấy rất là khổ. Nhưng em bé còn rất nhỏ đã bị những căn bệnh ung thư quái ác, mà các em đó rất là hồn nhiên ngây thơ, không biết là mạng sống của các em đấy đang không còn được bao lâu nữa. Rồi đến các cụ già vô gia cư ở sống lang thang ở các thành phố lớn, con đã được gặp tiếp xúc rất là nhiều, chia sẻ với hoàn cảnh của các cụ thì khổ, rất khổ. Có nhà, có cửa, có đầy đủ tài sản, nhưng mà vì cái lòng tham của những người con mà bị đuổi ra đường 8-90 tuổi, tóc bạc phơ rồi vẫn phải đi nhặt rác, nhặt lượm ve chai bán để kiếm đồng tiền mua được miếng ăn, sinh sống cầm cự qua ngày. Rồi những có những cụ đó thì lâu lâu sẽ có những tin tức là họ chết ở bên lề đường. Thực sự rất là khổ. Sắc tưởng là những thanh tưởng, là những lời của những người nghèo khổ đó, sắc tưởng con tưởng đến ở vùng cao, những nơi mà con được đi thực sự đủ mọi tầng lớp, đủ mọi hoàn cảnh. Những mùa đông lạnh giá ở vùng Tây Bắc rất là lạnh, có khi xuống 0 độ C. Người già và trẻ em thì không chịu được, và vì lạnh, vì không có đủ áo ấm, chăn, lương thực, nên họ đã không vượt qua được cái lạnh đó. Trên đường đi chúng con mặc rất là nhiều áo ấm, nhưng mà dừng xe lại thì có những em bé là không có một bộ đồ nào ở trên người. Thực sự nó thấy nó xót xa, thương,
thương cho những hoàn cảnh của họ, mà cũng thương cho chính bản thân mình. Con cũng rất là biết ơn vì con đã được trải qua, được tiếp xúc với những hoàn cảnh khổ, khổ tận cùng như thế. Nên là con có cái ý chí là muốn thoát khỏi cái cảnh khổ đó. Trải qua rất nhiều thì đến hiện tại con đã được có mặt ở Ninh Quy Pháp Ấn này, vừa được tu tập trên con đường thoát khỏi cảnh khổ. Con rất là biết ơn. Con xin tri ân trên tất cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni. Con chân thành đảnh lễ Tuyên Giác Linh Bậc Đạo Sư. Con chân thành đảnh lễ Trên Sư Phụ. Con chân thành đảnh lễ Trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng toàn thể chư vị hiền thiện. Con kính bạch trên Sư Phụ, sáng nay Sư Phụ cho chúng con thiền quán về hai bậc thánh tăng. Con thấy tấm gương của quý ngài, con cũng tự thấy mình thật xấu hổ. Quý ngài đã vượt qua những cái khó khăn từ một người nông dân mà trở thành một bậc thánh quả, và chứng đạt thánh quả. Và một ngày vì tật nguyền mà ngài cũng được đạt đến chứng quả. Bản thân con tuy cũng có bệnh, nhưng bệnh thì cũng đơn giản, mà con chưa cố gắng hết sức mình để lo tu tập, lo bào gọt những cái cấu uế, thì con cũng tự thấy xấu hổ. Và con cũng được nghe hai tấm gương của ngài, thì con cũng có tác ý từ nay mình phải cố gắng, vì vô thường không biết đến với mình lúc nào. Nếu mình chưa làm tròn được bổn phận của người tu học thì thật là tàn quý, thật là xấu hổ. Và khi Sư Phụ
cho thiền quán về những góc độ cái khổ của cuộc đời. Vì vô minh, vì si mê, vì bản ngã, vì cái tâm tự ti nên những người sư phụ đã thấy muốn giúp họ, nhưng vì những cái vô minh, ngu si, bản ngã của họ mà họ không nhận được tình thương từ sư phụ, họ không nhận được từ tâm thương sư phụ mà họ phải đau khổ. Trên cuộc đời này rất nhiều cái đau khổ, từ bản thân mình ngu si vô minh, vì hoàn cảnh, vì cuộc sống, vì môi trường tạo ra cho con người rất nhiều cái khổ, cũng vì thiên tai. Con đã thẩm thấu được cái khổ đó, khổ từ bản thân mình, quá khổ, sinh ra cũng khổ, rồi lớn lên cũng khổ, già bệnh cũng khổ, có cái thân này, có cái ngũ uẩn này là một khối khổ. Mở mắt ra là đã thấy khổ vì có cái thân này, ăn uống cũng khổ, danh vọng cũng khổ, cái gì cũng khổ. Vì trong cái khổ con nhìn ra được cái niềm hạnh phúc của mình, và mình được nhìn thấy nó, và mình đang trên con đường để lìa bỏ nó. Con rất tri ân trên Đức Phật, con tri ân trên Bậc Đạo Sư, con tri ân trên Sư Phụ đã dẫn dắt, đã chỉ dạy. Vì lòng thương, vì từ tâm nhân dân chúng con ra khỏi cái khổ của cuộc đời này, thoát ra khỏi cái ngũ uẩn khổ đau này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa chư tôn thiền đức tăng ni cùng tất cả đại chúng hiền trí. Con xin được chia sẻ cảm thọ của con. Trong khi sư phụ thiền quán về tâm hiểu và tâm thương trên cuộc đời này, trong bài thiền quán của sư phụ, sư phụ đã đưa ra những cái sự đau khổ của một người tàn tật. Sư phụ dạy chúng con đừng khởi lên những tâm khó chịu với họ hay là khinh khi với họ. Có hai khía cạnh về những người như vậy. Khía cạnh đầu tiên chính là người ta mang một tâm xấu hổ e dè. Khía cạnh thứ hai là người ta mang một tâm hờn trách người, và mình cũng phải khởi lên tình thương đối với họ. Bởi vì họ cũng thực sự là đau khổ rất là nhiều. Khi mang một cái thân bị tật nguyền và bên trong chất chứa đầy những cảm thọ đau khổ, mình chỉ còn có tâm thương với họ. Sau đó, sư phụ tiếp tục dẫn dắt chúng con khởi lên những tâm thương đến tất cả mọi người và tất cả những người trong gia đình của mình. Sư phụ nói rằng không có một con người nào cả, chỉ có dục tham ái đang vận hành trong đó mà thôi. Và tất cả đều mang những nỗi đau khổ, thống khổ. Con từng nhớ sư phụ dạy rằng một người khi họ hành xử như vậy, đó chính là một ngũ uẩn với đầy những tập khí. Mình có gì để trách hờn họ đâu. Họ cũng đau khổ với những tập khí của họ. Sao mình lại khởi lên những tâm khó chịu với họ? Ngay cả khi mình khởi lên những sự khó chịu, hoặc mình có sân hận, hoặc những tập khí của mình sanh khởi, mình còn đau khổ với nó. Tại sao mình còn lại hờn trách, giận hờn với những tập khí của họ? Họ cũng đang nhiếp phục, họ cũng đang khống chế mà. Mình phải khởi tâm thương họ nhiều lên. Thương cho sự đau khổ của họ và thương cho sự đau khổ của mình. Thương cho mình thật là nhiều và thương cho họ, bởi vì họ không thấy được điều đó. Mình phải khởi lên tình thương như vậy. Và tình thương của mình thật sự phải là rộng lớn. Và mình khi mình thấy được điều đó, và mình sẽ thấy được cái nỗi khổ của từng người. Và mình hiểu rằng tất cả cũng đều là đau khổ. Và mình sẽ thật sự thấm được những sự đau khổ này. Và sự đau khổ đó xuất phát từ một thân ngũ uẩn như thế này. Mình thấm như vậy mỗi ngày mình đều thấm như vậy. Một ngày nào đó, khổ tánh trí sẽ thực sự bừng sáng trong nội tâm của mình. Và khi mình thấm thía được sự khổ này, tình thương của mình sẽ cực kỳ rộng lớn. Nếu như người có làm gì có lỗi với mình, nếu như thật sự lúc đó vô minh che mờ, mình có khởi lên sự sân hận với họ, và mình hãy về tự trách lại mình, thông cảm cho nỗi khổ của họ và thương mình. Thương mình tại sao ngày giờ này tu tập còn khởi lên những tâm sân hận đối với người khác. Mình phải thương họ thật nhiều. Và mình vừa thương họ, vừa mình thấy được những nỗi khổ trong cuộc đời này, để cho mình vừa thấm khổ, vừa có thể trải được một tình thương rộng lớn. Nhưng mà khi mà sư phụ nhắc tới bậc đạo sư, trong lòng con rất là
thượng, khi sư phụ nhắc về bậc đạo sư, trong lòng con là hình ảnh của bậc đạo sư rút những hơi thở cuối cùng để dạy. Bậc đạo sư có nói rằng con không muốn nhìn thấy những người yếu đuối trong đạo tràng này. Khi con nghe những cái lời nói của sư phụ nói về bậc đạo sư, con cảm nhận được rằng bản thân của con chưa có gặp bậc đạo sư lần nào, và con đã thấy rất là chua xót. Thì đối với như sư phụ, người đã từng được sự hướng dẫn với bậc đạo sư, trong lòng của người sẽ đau xót và quặn thắt tới mức độ nào? Sư phụ nói rằng chừng nào mình tu tập được, mình sẽ hiểu được tấm lòng của bậc đạo sư đối với mình, cũng như là hiểu được tấm lòng của sư phụ đối với chúng con. Chúng con sẽ cố gắng khởi tình thương đối với tất cả mọi người, cố gắng thấm được khổ, thấy được khổ, cố gắng tu tập để không làm cho sư phụ buồn lòng. Mong sư phụ hãy cố gắng cũng tin tưởng chúng con. Chúng con nguyện sẽ thực hành lời dạy mà sư phụ đã truyền trao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con cũng cung kính đảnh lễ trên sư phụ. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con xin tri ân trên sư phụ đã có buổi thiền quán sáng nay thì con nghe những lời thiền quán từ trên sư phụ cảm thọ con rất là xúc động khi hình bóng trong tâm cứ hiện về một đứa em bé bị bệnh mà con đã chứng kiến nằm trên giường bệnh, cái đầu thì bự bằng gấp cả hai lần cái đầu của những em bé bình thường, cặp mắt thì lồi lên, da xanh nhợt, những cọng răng ở trên mặt nổi đầy lên,
và em bé đó đã chết trước mặt con. Con thấy mọi sự hiện hữu, dù là mang hình tướng gì đi nữa, cũng đều nằm trong cái đau khổ. Rồi những em bé mới sanh ra ở trong những gia đình giàu có, nếu mà nhìn theo cái trí tuệ thông thường thì cho là họ sung sướng, hạnh phúc lắm. Nhưng mà nếu con nhìn bằng cái thánh trí, dù sanh trong gia đình giàu có thì cũng vẫn là khổ đau. Bởi vì đứa bé đó lớn lên rồi nó sẽ tham dục, nó sẽ sân hận, nó cũng sẽ bản ngã ta đây, hơn thua tranh đấu với đời. Và cũng lẩn quẩn lên quanh ở trong cái khổ. Con liên hệ đến vị tỳ kheo sanh ra trong gia đình nghèo khổ, làm nông vất vả. Khi con nhớ lại những câu kệ trong chốn thiền môn các thầy hay tụng: thân mặc y phục, thường nhớ người mai dệt, cơm ngày ba bữa, phải nhớ nỗi khổ của nhà nông. Những người nông dân con thấy rất là khổ cực, vất vả. Thậm chí họ dành những chút ít công sức của họ làm lụng kiếm một ít tiền để họ dâng lên cúng dường Tam Bảo. Con thấy những cái sự cúng dường như vậy đối với con thấy rất là lo lắng. Để nhìn lại tự thân mình tu tập như thế nào để cho xứng đáng thọ lãnh những cái lợi vật của đàn na tín thí cúng dường, bởi vì đó là những mồ hôi, là nước mắt của họ thức khuya dậy sớm, chịu nắng chịu mưa. Thì bên cạnh đó con nhìn lại hình ảnh của vị tỳ kheo mà cái chân bị què quặt. Con thấy rằng con rất là sợ nghiệp quả. Bởi vì dù sanh trong một gia đình nông dân làm ruộng vất vả, hay là có những cái hình hài dị tật tật nguyền, thì con ngồi con tác ý đó chính là cái nghiệp cũ ở trong quá khứ mà thôi. Mà mình phải lo lắng, sợ hãi cho những nghiệp mới hiện tại qua những cái hành động, cái lời nói, cái suy nghĩ của mình, để mình tránh rơi vào những cái hoàn cảnh như vậy. Mà cái thanh tưởng trong con cứ nhớ gian gian sư phụ hay kể. Lúc sư phụ còn là tăng sinh, sư phụ đi học, sư phụ thấy có một người tật nguyền ở giữa đường, mà trên cái tai của họ xăm hai cái chữ hận đời. Con nhìn lại cuộc đời đâu có gì mà phải hận đời, mà đó phải là trách mình, phải hận mình chính hơn.
Tại vì tất cả đó là do nghiệp quả của mình đã làm ra chứ không ai làm hết. Có chăng đi nữa, đó là những cái hành động, suy nghĩ, lời nói trong quá khứ của họ. Cho nên bây giờ họ phải lãnh những cái nghiệp quả như vậy. Khi sư phụ nhắc đến những hình ảnh vị tỳ kheo màu chân què quặt, con thấy rất là sợ hãi và phải cẩn thận đối với nghiệp quả. Qua bài Thiền Quán Sư Phụ sáng nay, con cũng có nhìn lại một cái góc độ khía cạnh về cái tình thương tâm từ. Và luôn luôn mình phải có sự quán đổi vị trí. Khi thấy nỗi khổ của người, mình phải đặt mình vào nỗi khổ của người, thì lúc đó mình sẽ hiểu và sẽ cảm thông được với họ. Nhìn người mà thương lại chính mình. Khi cô nhớ lại những cái lời mà Bậc Đạo Sư tác ý chỉ dạy trong cái bài Tâm Từ, con thấy con rất là thấm thía và xót xa quá. Bậc Đạo Sư nói rằng: mong tất cả chúng sanh thấu hiểu và cảm thông những nỗi khổ của nhau, đừng tạo thêm đau khổ, đừng tạo thêm oan trái, đừng tạo thêm đắng cay, đừng tạo thêm khổ ải cho kiếp người của nhau. Cả một cái chữ khổ nó bao trùm cả khắp thế giới này. Ở ngoài đời, tất cả chúng sanh, mọi người rất là đau khổ. Tất cả cái chung, những ngôi chùa, đạo tràng là nơi mà có thể làm cái chỗ dựa về mặt tinh thần. Nhưng con nhìn lại, nếu mà chúng ta không hiểu cái khổ của nhau, còn tạo thêm những cái oan trái đau khổ, thì chúng sanh không biết sẽ nương tựa vào đâu, họ đi về đâu. Con thấy thực tế nhất hiện giờ đây, ngay trong hoàn cảnh này, cần nhất tự thân con phải nuôi dưỡng cái tâm hiền, tâm từ cho nó thật vững chắc, kiên cố, thành cổ xe, thành căn cứ địa, để mình làm cái chỗ nương tựa, để cho những ai đau khổ họ quay về và nương tựa về ngôi Tam Bảo, chánh pháp cũng như là chư tăng. Và đó là những cái cảm thọ của con trong khi con nghe sư phụ tác ý thiền quán sáng nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trì sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Nhân duyên buổi sáng hôm nay được sư phụ chia sẻ về hai vị A-la-hán trong thời Đức Phật, và cũng được sư phụ thiền quán cho chúng con về cảnh khổ của cuộc đời này có liên quan đến vị A-la-hán tên là Bakka bị khiếm khuyết. Khi mà được sư phụ chia sẻ có sự liên hệ cảnh khổ của cuộc đời này về những người chúng sanh được sinh ra không được lành lặn, bị khiếm khuyết các chi hay là khiếm khuyết các căn, lúc đó con cũng có liên tưởng đến những người thân và những người xung quanh của mình. Khi họ không được may mắn sinh ra trong cuộc đời này được lành lặn, đúng như lời sư phụ chia sẻ, họ có hai tâm thái. Một là sẽ bất cần trong cuộc đời này, có thể làm tất cả những hành động mà họ muốn trong sự sân giận, sân tức, họ uất hận. Vì tại sao họ lại trớ trêu thay, không được như bao người phải mang vác một tấm thân, đi đứng không được bình thường. Rồi một tâm thái thứ hai nữa là họ sẽ có một sự e dè, xấu hổ, tủi hổ, không có được bình thường như bao người. Lúc nào họ cũng ẩn ẩn ở phía sau, không muốn cho ai biết mình là khiếm khuyết. Rồi con có tác ý theo lời của sư phụ, mỗi người một nỗi khổ, mỗi lời một niềm đau. Xin cùng nhau thấu hiểu những đau khổ trong nhau. Hiện tại mình may mắn mang được thân người đầy đủ lành lặn xấu căn. Khi mình nhìn những người như vậy, mình hãy thông cảm, thương xót cho người, rồi cũng thương xót cho mình. Bởi vì chắc chắn trong vô lượng vô biên kiếp chúng ta cũng đã trải qua một kiếp sống đầy khổ đau, không chỉ là thân bị khiếm khuyết mà cả tâm cũng bị khiếm khuyết. Thân trống rỗng, không ai trong đó, có gì đâu mà ái dục sân chi thân trống rỗng, để rồi không thoát khỏi trầm luân.
mình đừng nhìn người, người ta không lành lặn xấu căng mà mình hên hoang. Ta đây cống cao ngã mạn, có gì đâu trong cái thân trống rỗng này mà ái, mà dục, mà sân giận, sân tức. Để rồi một kết cục thật là bi thảm, đó là không thể thoát khỏi cái vòng trầm luân sanh tử này. Con thấy thật là chưa xót cho chính mình, bởi vì tâm địa của chính mình còn rất nhiều si mê hôn ám, cứ chạy theo hướng ngoại ở bên ngoài, không quay về nơi tự thân, thương xót người không có nhiều, hãy thương xót chính mình thì mình sẽ còn lặn hụp trong sanh tử khổ đau trầm luân dài dài. Để rồi nước mắt sẽ chẳng cạn dòng, bởi vì chúng ta sẽ còn những dòng lệ tuôn rơi trong vô lượng kiếp nữa, nếu không có sự sách tấn nỗ lực chính mình. Lúc sư phụ tác ý có nhắc đến con chó, trước đó con cũng có tình cờ con quay qua, con thấy con chó nó đang ăn một vật gì ở dưới đất. Lúc đó con thương xót cho nó, nhưng rồi con quay lại thương xót nó một rồi, thương xót nó chỉ một phần, con thương xót cho mình. Nó ăn, con chó nó ăn cái vật bất tịnh không được sạch, mình ăn những vật sạch. Nhưng rồi con có sự nhìn nhận, các vị chư thiên ở trên cũng nhìn xuống, con cũng đang ăn những vật khi qua cái cổ họng này cũng đầy bất tịnh và tanh hôi. Thương xót cái gì con chó mà không thương xót mình? Rồi con thầm xin lỗi nó, xin lỗi con chó vì ngày qua, những ngày qua con có những tâm ý không được hiền thiện, không được tâm từ đối với chúng, khi nó đã gây ra những cái lỗi. Khi mà sư phụ thuyết giảng nó hay sủa bậy, con trải lòng đối với chính nó, con xin lỗi nó rất là nhiều. Dường như con chó nó cảm được sự thành tâm xin lỗi của con, mà nó chạy qua. Nó liếm đầu bàn chân của con. Lúc đó nước mắt con tuôn rơi rất là nhiều. Như con chó cũng cảm nhận được và chấp nhận lời xin lỗi của con. Nhìn lại trong khoảng thời gian vừa qua, con cảm thấy mình thật đáng hổ thẹn khi so sánh đối với những bậc hiền trí hay các bậc thánh tăng. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, các vị vẫn luôn luôn nỗ lực tinh tấn để mà vượt qua khỏi cái sự khó khăn trong tu học. Con sẽ nỗ lực hết mình, sẽ cố gắng duy trì những thiện pháp
mà sư phụ bậc đạo sư đã chỉ dạy. Con tri ân trên sư phụ đã có một buổi thiền quán, buổi chia sẻ đầy ý nghĩa cho con cùng với đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người nào nói ông trình pháp đó, con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên sư phụ cung kính. Con kính bạch trên quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Sáng hôm nay sư phụ đã cho chúng con nghe được hai bài pháp về hai bậc thánh tăng của thời Đức Phật còn tại thế. Khi con nghe, con đã quay về chính mình. Con xin tri ân lên sư phụ rất nhiều. Sư phụ đã mở nhiều khóa tu gieo duyên xuất gia. Và con đã đủ duyên. Sư phụ đã cho con thay đổi cuộc đời, thay đổi một đời sống mới. Ngay trong hiện tại, đời sống con đang tập theo sống của người xuất gia. Trong những ngày tu học, tu tập, đọc những bài kinh của Đức Phật, của bậc đạo sư, con càng thấm hơn về cái khổ. Và trong những buổi thiền quán, con nhìn ra được nhiều cái khổ của tất cả, từ con người đến các con vật. Con cũng vừa mới hay tin người chị con bị bệnh ung thư đang phát tán. Nhiều cảnh khổ trong cuộc đời không làm sao mà nói hết, thấy hết được. Một anh ở hàng xóm vì nghề nghiệp hàng dấu đá, một đôi chân lành lặn, thì một ngày đó đã mất đi một đôi chân. Một anh hàng xóm vì cuộc sống gia đình không có lối thoát, anh đã thắt cổ tự tử chết. Bao nhiêu cuộc khổ đợi trên đời này, trong đó bao nhiêu vô lượng kiếp con đã khổ như vậy. Và cái tấm gương của con
cho con nhìn thực tại là con thấy con chó tôi đi, nó mang thương của con chó, nhưng nó rất tinh tấn, không bỏ sót một thời khóa tu nào hết. Đại chúng đi đâu là nó đi theo đó. Con nhìn thấy mà con thấy thương. Và muốn thoát ra khỏi cái khổ của cuộc đời, không còn phải trong vòng sinh tử luân hồi nữa. Con nhớ lại bậc đạo sư đã chỉ dạy cho chúng con tu tập năm khiêm hai khéo. Nhớ đến bậc đạo sư thì con nhớ lời dạy của Ngài là giải thoát trí. Nhớ đến bậc đạo sư chỉ dạy thì con nhớ Ngài chỉ cho chúng con tu tập tứ vô lượng tâm. Và con cũng xin tri ân lên Sư Phụ rất nhiều. Chính vì Sư Phụ đã mở khóa tu gieo duyên xuất gia, mặc dầu con cũng mới thôi, nhưng con cảm nhận được rất nhiều đời sống của người xuất gia phải tu tập như thế nào. Và cũng được Thầy Thiện Huệ chỉ dạy rất rõ ràng cho chúng con trong những ngày tu tập vừa qua. Và cũng chính những ngày giao duyên này, và khi con đọc lòng tin bất động trong Linh Quy Pháp Ứng, chính bản thân con cũng có đó lòng tin bất động đối với Đức Phật, đối với Pháp, đối với chúng tăng, đối với thánh giới. Và con đem những lời dạy đó về nhà, và con cũng đã khuyên được những chị của con tuổi cũng đã lớn. Khóa xuất gia giao duyên vừa rồi, hai chị con cũng đã về giao duyên. Thì vì trong cuộc sống thì các chị phải về trong mưu sinh cuộc sống của gia đình, nhưng con cũng rất vui vì không có cái gì bằng mình hướng những người thân, những người có duyên với mình về với chính pháp để tu tập. Chính nơi đây mới giải thoát được mọi khổ đau của trong vòng sanh tử luân hồi. Con xin chân thành Sư Phụ, cảm ơn Sư Phụ rất nhiều ạ. Tâm thương này tỏa rộng, tâm thương này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này, cùng khắp thế giới này. Tâm thương này tỏa rộng, tâm thương này tỏa rộng, khắp trời đất bao la, trời đất bao la, khắp trời đất bao la. Chư tôn đức và chư hiền trí hiểm tâm.